đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Tiền Năm Nét. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các nước phương Tây đang từ chối lời mời của Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO một cách không công bằng. Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên kênh Telegram, rõ ràng là lời mời tham gia NATO không giống như tư cách thành viên đầy đủ trong liên minh. Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo nói về điều đó như thể họ được hỏi về lời mời mà họ trả lời rằng đó là về tư cách thành viên. Điều này thật không công bằng, đây chỉ là một cách để nói không. Việc mời Ukraine ngay lập tức tham gia liên minh là điểm đầu tiên trong cái gọi là kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi diễn biến này là mối đe dọa đối với an ninh của Nga và nhấn mạnh rằng những rủi ro này là một trong những lý do dẫn đến việc bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt. Giới chuyên gia cho rằng Ukraine khó có thể được mời gia nhập NATO vào thời điểm hiện nay, không chỉ do nước này đang có xung đột, mà còn bởi hiện nay NATO vẫn bất đồng quan điểm về vấn đề này. Hiện có ít nhất 7 quốc gia thành viên NATO phản đối việc Ukraine gia nhập liên minh. Đức và Mỹ đang cân nhắc và không muốn mời Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức vì lo ngại bị lôi kéo vào cuộc xung đột với Nga. Hungary và Slovakia cũng phản đối vấn đề này vì cho rằng điều này chỉ khiến xung đột tiếp tục gia tăng. Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng NATO đã lắng nghe lời cảnh báo về hậu quả khi cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào của Kiev bằng vũ khí phương Tây vào sâu lãnh thổ Nga là cuộc tấn công trực tiếp từ các nước cung cấp vũ khí. Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng đã đề xuất thay đổi học thuyết hạt nhân quốc gia giữa lúc phương Tây được cho ngày càng can dự sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine. Khi được hỏi liệu những người ủng hộ Kiev có lắng nghe lời cảnh báo này hay không, trong cuộc phỏng vấn được Russia 1 chia sẻ ngày 27 tháng 10, ông Putin cho hay, họ không nói gì với tôi về điều đó, nhưng tôi hy vọng họ đã lắng nghe. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, quân đội Ukraine không thể tự mình sử dụng vũ khí có độ chính xác cao. Ông Putin giải thích, chỉ những chuyên gia từ các quốc gia NATO mới có thể làm được điều này, bởi nó đòi hỏi phải có tình báo không gian mà Ukraine đương nhiên không có. Cũng theo ông Putin, những gì đang diễn ra hiện nay đều do các sĩ quan NATO thực hiện. Câu hỏi duy nhất là liệu họ có cho phép mình tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không. Ông Putin cảnh báo trong trường hợp này, Nga sẽ phải phản ứng tương xứng. Ông Putin kết luận, cách thức phản ứng, khi nào và cụ thể là ở đâu vẫn còn quá sớm để nói vào thời điểm này. Nhưng rõ ràng là bộ phận quân sự của chúng tôi đang cân nhắc và sẽ đưa ra nhiều phương án khác nhau. Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã hối thúc Mỹ và các đồng minh dỡ bỏ lệnh cấm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp. Mới đây, hãng tin Fox News của Mỹ đưa tin, cả Lầu Năm Góc và Ủy ban Tình báo Mỹ đều khuyên Washington không nên cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo Fox News, việc để Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS sẽ không tạo ra tác động chiến lược nào mà sẽ có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Moscow. Lầu Năm Góc cho biết Washington sẽ không áp đặt giới hạn với Ukraine về sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công Nga nếu như Triều Tiên tham gia hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột. Tuyên bố được Lầu Năm Góc đưa ra sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nói rằng các đơn vị quân đội Triều Tiên đã được đưa đến tỉnh Kursk của Nga. Phương Tây lo ngại sự tham gia của quân đội Triều Tiên có thể khiến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chuyển sang giai đoạn mới, dù nhiều chú ý đã chuyển sang Trung Đông. Phương Tây cho rằng điều này có thể giúp Nga bù đắp những tổn thất trên chiến trường và tiếp tục đạt được bước tiến ở miền đông Ukraine. Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với các phóng viên sau các cuộc họp với phái đoàn Hàn Quốc ngày 28 tháng 10 cho biết, hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Âu, Đại Tây Dương. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng diễn biến này rất nguy hiểm. Lầu Năm Góc ước tính 10.000 quân Triều Tiên đã được triển khai đến miền đông của nước Nga để huấn luyện. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sabrina Sai phát biểu ngày 28 tháng 10 cho biết một bộ phận trong lực lượng đó đã tiến gần hơn đến Ukraine. Và chúng tôi ngày càng lo ngại Nga sẽ điều động họ tham chiến hoặc hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk, gần biên giới của Ukraine. Điện Kremlin ban đầu nói rằng
thông tin về việc triển khai quân đội Triều Tiên là tin giả. Nhưng ngày 24 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin không phủ nhận việc quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga và nói rằng thực hiện hiệp ước hợp tác với Bình Nhưỡng là việc của Moscow. Nhà lãnh đạo của Nga cũng cho biết Moscow sẽ phản ứng tương ứng nếu Mỹ và các đồng minh giúp Ukraine tấn công sâu vào Nga. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên không xác nhận thông tin trên báo chí về việc triển khai quân đội đến Nga, nhưng nói rằng nếu như Bình Nhưỡng làm điều đó cũng là phù hợp với các chuẩn mực của quốc tế. Tuần trước, tình báo quân sự của Ukraine nói rằng các đơn vị đầu tiên của Triều Tiên đã có mặt ở tỉnh Kherson, nơi quân đội Ukraine đang kiểm soát nhiều địa bàn sau khi mở cuộc tấn công lớn vào tháng 8 vừa qua. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết Kiev đã cảnh báo về việc triển khai quân Triều Tiên suốt nhiều tuần qua và kêu gọi các đồng minh phản ứng mạnh mẽ. Ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng điểm mấu chốt, hãy lắng nghe Ukraine. Giải pháp, dỡ bỏ hạn chế đối với các cuộc tấn công tầm xa của chúng tôi nhằm vào Nga ngay bây giờ. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte cho biết quân đội Triều Tiên đã được điều đến Nga và một số đơn vị đã được triển khai ở tỉnh Kursk. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình. Ông Rutte nói vào ngày 28 tháng 10, sau khi các quan chức và nhà ngoại giao NATO nghe báo cáo tóm tắt từ phái đoàn Hàn Quốc. Hôm nay, tôi có thể xác nhận quân đội Triều Tiên đã được điều đến Nga và các đơn vị quân đội Triều Tiên được triển khai đến tỉnh Kursk. NATO kêu gọi Nga và Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các hành động này. Sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Âu, Đại Tây Dương. Ông Rutte nhắc lại thông tin cho rằng, trước đó Triều Tiên đã cung cấp cho Nga đạn dược và tên lửa đạn đạo. Đổi lại, Nga sẽ cung cấp cho Triều Tiên công nghệ quân sự và những hỗ trợ khác để lách các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng thư ký NATO cho biết, ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov về những diễn biến này. Lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga vào hồi tháng 8 và hiện vẫn ở lại khu vực này. Theo ông Rutte, việc Triều Tiên triển khai lực lượng đến Nga thể hiện sự tham gia tích cực của Bình Nhưỡng vào chiến dịch của Nga ở Ukraine, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là sự mở rộng nguy hiểm của cuộc xung đột. Điện Kremlin gọi báo cáo về việc triển khai lực lượng Triều Tiên là tin giả. Một đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nói rằng đây là tin đồn vô căn cứ. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak ngày 28 tháng 10 nhận định các lệnh trừng phạt sẽ là không đủ đối với động thái mới nhất của Bình Nhưỡng. Ông Yermak nói, thúc giục các đồng minh phương Tây của Ukraine nên phản ứng kiên quyết. Quân đội Triều Tiên đã có mặt ở tỉnh Kursk. Đây là một sự leo thang. Chỉ riêng lệnh trừng phạt là không đủ. Chúng ta cần vũ khí và một kế hoạch rõ ràng để ngăn chặn sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột ở châu Âu. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28 tháng 10 đã cáo buộc Triều Tiên gửi khoảng 10.000 quân tới Nga để huấn luyện. Phát biểu với báo giới ngày 28 tháng 10, Phó Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho rằng số binh sĩ của Triều Tiên sẽ được huấn luyện ở khu vực phía đông nước Nga và sẽ hỗ trợ các lực lượng Nga gần Ukraine trong vòng vài tuần tới. Phía Mỹ cho rằng một bộ phận các binh sĩ Triều Tiên đã được điều động tới khu vực gần với Ukraine, đồng thời cảnh báo nếu quân đội Triều Tiên có mặt tại chiến tuyến, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh châu Âu và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đây dự kiến sẽ là một trong những nội dung thảo luận trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ với hai người đồng cấp Hàn Quốc vào thứ Năm 31 tháng 10 tới đây. Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 25 tháng 10 cho biết nước này sẽ không xác nhận các thông tin báo chí về việc triển khai quân đội hỗ trợ cuộc xung đột của Nga ở Ukraine sau khi đại diện Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc bác bỏ những cáo buộc này. Tình báo Hàn Quốc ước tính Triều Tiên đã vận chuyển hơn 9 triệu quả đạn pháo sang Nga, cho thấy Bình Nhưỡng hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Con số này được Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp trong văn bản trả lời câu hỏi của một nhà lập pháp. Cơ quan Tình báo Hàn Quốc đã theo dõi các hoạt động vận chuyển giữa cảng Raeson của Đông Bắc Triều Tiên và vùng viễn đông của Nga thông qua vệ tinh. Triều Tiên cho đến nay đã vận chuyển hơn 20.000 container sang Nga. Nếu tất cả số này chứa đạn pháo 152mm dành cho các hệ thống pháo của Nga, thì con số này sẽ lên tới 9,4 triệu quả đạn. Theo báo cáo của Hàn Quốc, Triều Tiên cũng đã gửi quân tới Nga và dự kiến sẽ được triển khai để chiến đấu ở Ukraine. Tính đến tháng 6, Hàn Quốc ước tính Triều Tiên đã gửi 5 triệu quả đạn pháo tới Nga.
Nếu con số cập nhật là chính xác, điều đó có nghĩa là Triều Tiên đã vận chuyển đạn dược với tốc độ 1 triệu quả mỗi tháng. Để so sánh, Liên minh châu Âu đặt mục tiêu vào năm 2023 cung cấp 1 triệu viên đạn mỗi năm cho Ukraine. Cơ quan tình báo ước tính, ngay cả với những chuyến hàng nhanh chóng như vậy, Triều Tiên được cho là đã dự trữ đủ đạn dược để duy trì cuộc chiến trong nước trong vòng 3 tháng. Triều Tiên được cho là đang vận hành khoảng 200 nhà máy sản xuất vũ khí, với các cơ sở sản xuất lớn được giấu dưới lòng đất. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, các nhà máy này đang hoạt động hết công suất để hỗ trợ cho Nga. Triều Tiên có thể tự đảm bảo nguồn cung kim loại và súng để sản xuất đạn dược. Đất nước này có nguồn tài nguyên kim loại dồi dào với trữ lượng quặng sắt ước tính khoảng 5 tỷ tấn. Ngân hàng Hàn Quốc ước tính, ngành công nghiệp nặng và hóa chất của Triều Tiên tăng trưởng 8,1% vào năm 2023 nhờ sản xuất thép. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên hồi tháng 8 đưa tin về những nỗ lực nâng cấp công nghệ tại các xưởng luyện kim trên khắp đất nước, bao gồm cả tại khu liên hợp gang thép Kim Chaek, giúp tăng gấp đôi công suất sản xuất. Ngoài ra, việc sản xuất tên lửa có độ chính xác cao đòi hỏi phải có nhiều vật liệu khác. Triều Tiên đang gặp khó khăn trong việc mua các thiết bị bán dẫn vốn bị cấm theo lệnh cấm vận quốc tế. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, việc phân tích các mảnh vỡ của tên lửa Triều Tiên được sử dụng ở Ukraine cho thấy Bình Nhưỡng đang sử dụng các bộ phận được sản xuất tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Triều Tiên rõ ràng đang lấy chip và các bộ phận khác từ các sản phẩm dễ kiếm được và sử dụng chúng để sản xuất vũ khí. Triều Tiên được cho là đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo KN-23 và KN-24, được cho là thiếu độ chính xác vì chúng sử dụng chất bán dẫn đa dụng. Triều Tiên có thể tận dụng dữ liệu từ vũ khí được sử dụng ở Ukraine để thúc đẩy hơn nữa hoạt động phát triển vũ khí của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.